Tôi đang đi trên đường thì gặp con xe tải hết dầu. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện thử thách luôn, đó là kéo con xe tải này đi đổ dầu. Lần trước tôi có thực hiện thử thách kéo ô tô rồi, nhưng mà cái ô tô đấy chỉ có 2 tấn thôi. Nhưng mà lần này sẽ là một cái xe tải to hơn, nặng 5 tấn. Các bạn dự đoán xem là tôi có kéo được không? Anh Dưỡng mà kéo được em nhảy ra ngoài luôn anh Dưỡng ạ. Tôi vừa tập lái xe xong và con xe tôi nó hết dầu ở ngang đường. Và hôm nay tôi sẽ nhờ Phương Hữu Dưỡng kéo thử con xe tôi đi đổ dầu xem như thế nào. Lần trước xe của anh Dưỡng 2 tấn mà kéo vật vã, mà xe này 5 tấn này anh Dưỡng chắc không kéo đâu. Theo kinh nghiệm học vật lý của tôi rất nhiều năm thì tôi khẳng định là tôi có thể kéo được con xe tải này. Vì khi kéo được con xe tải nó lăn bánh rồi ấy, thì nó đi rất là dễ. Nói chung là tôi khẳng định các bạn là tôi sẽ kéo được con xe tải này. Xe to như này mà anh Dưỡng kéo được tôi đi bằng đầu các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn xe này, anh Dưỡng mới đi được tôi kéo bằng đầu. Tôi sẽ cố gắng kéo cái con xe tải này đi trong quãng đường 32m nhé các bạn nhé. Khoảng một đoạn thôi, đoạn ngắn thôi. Chúng tôi thực hiện clip ở ngoài đồng với cả cái đoạn đường này đang thi công nên rất là an toàn. Khởi động cho nóng người không thì chấn thương các bạn. Các bạn không được làm theo nhá các bạn nhá. Tôi là vận động viên chuyên nghiệp rồi. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ giúp chủ nhân của con xe tải 5 tấn này đi đổ dầu. Cảnh báo không nên làm theo dưới mọi hình thức, clip được thực hiện bởi các chuyên gia, mong mọi người không nên làm theo. Lúc đầu là khó khăn nhất, phải cố gắng đoạn đầu. Rồi, tính ra đi. Chưa. Rồi, bấm nhá, bắt đầu. Lăn rồi, bánh xe có lăn rồi, cố lên anh Dưỡng ơi. Ôi, anh Dưỡng làm gồng rất là mạnh các bạn. Các bạn cùng cổ vũ anh Dưỡng đi. Đi rồi. Cố lên đi. Bánh xe lăn gần rất là nhanh rồi các bạn. Đấy, bánh xe đang lăn này. Anh Dưỡng đang kéo. Cố lên anh Dưỡng ơi. Cố lên. Cố lên. Anh Dưỡng rất là khỏe các bạn ạ. Tôi tưởng anh Dưỡng không kéo được, anh Dưỡng vẫn kéo được. Được, cố lên. Kéo nhanh lên anh cố đây. Anh Dưỡng rất là khỏe các bạn ạ. Sợ. 5. Cố lên. Cái dây đích à? Sắp được rồi, cố gắng lên. Sắp được đích rồi. Sắp đến rồi. Yeah. Hạ xuống. Khỏe đấy. Cố lên. Đến rồi. Gần đến rồi. Yeah, anh Dưỡng chiến thắng rồi. Dưỡng. Anh Dưỡng rất là khỏe. Thôi, xanh rồi. 1 phút 15 giây 04 các bạn ơi. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Cái này nó chị nó bẹn đau quá. Nếu mà không có cái này khéo nó đi về nhanh hơn các bạn ạ. Cái này nó chị nó bẹn đau quá. Thế phải vứt dây ra đấy. Ở trước xe 2 tấn mà khó khăn thế, bây giờ xe 5 tấn kiểu thế, sao kiểu vẫn kéo được ta? Lần trước kéo 100m, mấy cả đường nó lúc dốc, lúc gồ ghề, con đường này đường bằng phẳng luôn này. Mệt thật, bao nhiêu phút anh? Quay cho mọi người xem đi. 1 phút 15 giây 04 mà. Vậy là tôi kéo con xe 5 tấn này đi 32m với thời gian là 1 phút 15 giây, 0.4 tích tắc. Đấy, Vinh rồi. Đẳng cấp không? Đẳng cấp. Rồi. Vinh nhìn nhẹ các bạn. Em nghĩ anh Dưỡng không kéo được, mà anh Dưỡng kéo được. Thật, anh Dưỡng khỏe thật đấy. Bây giờ kéo lại là anh ăn chắc. Vì cái này này, cái sắt này nó đập vào bẹn này. Nó đau ấy đau. Thế nào nó mình đang kéo dây xong nó đau quá. Mình phải giữ bỏ ra thế này. Nếu mà tôi kéo lại khả năng vượt 1 phút 14 giây. Lần trước tôi làm clip kéo ô tô của tôi thì nhiều bạn bảo là có người đằng sau đẩy. Lần này tôi đã sắp xếp một người đứng sau để quay rồi. Phong sẽ đứng ở đằng sau quay ô tô để xem có ai đẩy không nhá. Thì rất nhiều bạn bảo là tôi là có người đẩy đằng sau. Đấy, thì bây giờ có một người quay đằng sau luôn. Tôi sẽ kéo tiếp một lần nữa nhá các bạn nhá. Nhưng mà lần này sẽ không có dây hỗ trợ. Vừa anh Dưỡng kéo mệt rồi, các bạn thử dự đoán xem lần này anh Dưỡng có kéo được không. Lần này không có dây hỗ trợ nhá các bạn nhá. Qua clip này mà các bạn muốn tôi kéo những cái xe to hơn thì các bạn cứ comment, tôi sẽ thực hiện ý tưởng của các bạn. Kéo container hay là kéo tàu thủy hay là kéo gì, kéo hết luôn. Tôi kéo hết. Yeah. Cố gắng. Cố lên nhé anh Dưỡng ơi. Bắt đầu. Cả team tin tưởng anh. Cố lên. Bánh đang bắt đầu lăn. Cố lên. Rồi, thế này khả năng anh Dưỡng không kéo được rồi, chậm lắm. Không có dây hỗ trợ thì không chắc chắn là chậm lấy. Hơn có dây rồi. Đây, xe đang lăn rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn anh Dưỡng gồng lên này. Đây, nhìn mặt anh Dưỡng này, thấy bảo rồi. Đây, xung quanh xe không có ai đẩy nhá, không có bạn lại bảo là có người đẩy.
anh Dưỡng quá là khỏe các bạn. Cố lên anh Dưỡng ơi, cố lên, cố lên. Đây xe đây các bạn ơi, cố lên, cố lên. Đi rồi, đi rồi, đi nhanh rồi. Cố lên, chạy đi. Chạy thế nào. Chạy mạnh lên. Cong đít lên đủ rồi, kéo rồi, gần đến đích rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi, đến đích. Đến đích rồi. Các bạn thì thỏa phanh như cậu ấy. Rồi, tới đây các bạn thì dự đoán cái này là nhanh hơn cái có dây trợ lực hay là chậm hơn, các bạn dự đoán đi. À, hai biết được. Nhanh hơn dây không có dây trợ lực nhá các bạn nhá. 1 phút 1 giây 55. Vậy là tôi đã phá được kỷ lục lần trước. Chắc là lần đầu tiên bơ ngỡ lên không quen. Lần thứ hai tôi đã phá được kỷ lục rồi. 1 phút 1 giây 55 tích tắc. Wow, cũng mệt phết. Vậy là tôi hoàn thành thử thách kéo ô tô tải 5 tấn. Ok nha các bạn nhá. Các bạn muốn tôi kéo tàu thủy hay là container các thứ các bạn cứ comment vào. Được, tôi sẽ kéo. Các thấy không? Thấy. Rõ hệt luôn. Vừa đấy thì tôi nghe đến Vinh bảo là tôi mà kéo được Vinh nó nhảy mương xuống đi em. Ôi, thằng em đi. Phong không? Phong bảo đi bằng đầu. Phong còn bảo là anh Dưỡng kéo được tôi đi bằng đầu thôi mà đi thôi. Thôi. Anh Dưỡng kéo dễ dàng thế, tôi thử kéo xem chẳng lẽ tôi không khỏe bằng Dưỡng. Vinh ơi, Vinh cố gắng vào, Triển cố gắng hết sức là kéo được. Ừ. Rồi, bắt đầu. Rồi. Cố lên Vinh ơi. Quay gần vào sao cái sao thế? Rồi đấy. Đi rồi, đang đi rồi. Ừ, nhìn Vinh, Vinh này, gần cổ có các kiểu này. Đấy. Đấy, Vinh gồng ác chưa? Mạnh mẽ lên. Vinh chắc chỉ được 10 mét thôi các bạn ạ. Vinh đảo như hình như đang lạc. Các bạn ạ. Chân Chân Vinh đảo như đang lạc đấy. Đấy đấy. Cố lên Vinh ơi. Kéo dây nhanh con này, kéo dây đi. Mạnh lên. Vinh ừ mạnh lắm các bạn ạ. Cố lên, cố lên, cố lên, gần đến đích rồi. Gần đến đích rồi, đích đây rồi Vinh ơi. Lựa đi. Mạnh lên. Rồi, rồi, Vinh giỏi quá. Tôi tưởng không kéo được mà cũng kéo được thật các bạn. Tôi tưởng mà Vinh thì nè sẽ thử kéo chay không có dây trợ lực nhá. Ui lăn, cố lên. Đấy. Được. Có lăn đấy Vinh ạ. Kéo đi, cố được ấy. Không mày, không mày. Hết sức các bạn ạ. Kéo chạy không kéo được thật các bạn ạ. Chúng tôi chỉ làm thử thách vui thôi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ phải đi mua dầu đổ vào xe để cho xe nó chạy. Chứ không để kéo con xe 5 tấn này đi xa được. Chỉ kéo một đoạn ngắn ngắn như này thôi. Cảm ơn các bạn xem clip nhé. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.